Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giải Miro và phương pháp để luyện tập BLD Miro. Đầu tiên mình frame nó lên nhé. Rồi, video đầu tiên khi chúng ta giải Miro đó là chúng ta còn phải xác định một mặt để làm. Theo mình khuyên các bạn thì nên chọn mặt thấp nhất là mặt này, hoặc là mặt có vị trí cao nhất là mặt này, để chúng ta làm chúng ta sẽ đơn giản hơn, vì các mặt còn lại nó có tỷ lệ khác nên khó nhìn ra hơn. Theo mình thì mình quen làm mặt cao nhất nên mình sẽ bắt đầu nha. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái dấu cộng đây. Nói mình bị nhầm tí nên hơi lâu. Đây chúng ta có dấu cộng. Dấu cộng đúng là khi tâm của nó phẳng liền với các cạnh. Đây nó phẳng liền. Khi chúng ta BLD Miro chúng ta có thể sờ cảm nhận cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ mình sẽ tập trung vào phần giải Miro trước rồi hướng dẫn cách BLD sau. Chúng ta làm như thế này. Hôm tiếp theo chúng ta sẽ làm các góc nhé. Các bạn để ý các góc đây, những góc nào có cái phần mà dài nhất thì cái mặt này sẽ là mặt hướng lên. Đây. Mình sẽ tìm vị trí của cái góc đó, như cái viên góc này vị trí của nó nằm ở đây. Mình bạn sẽ để ý cái mặt này nó phẳng với cái tâm của nó đây, cho nên mình chỉ bị lắp nó vô đây lên đó. Và các góc khác nó cũng sẽ tương tự như vậy. Này. Này, nó phẳng này. À. Này. Rồi. Đây. Mình thấy là chúng ta đã hoàn thành xong một mặt. Nó sẽ phản hết được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bước F2L. Ở đây thì các bạn để ý những viên nào mà nó du nó phình lên hơn so với cái mặt đá, cho nên những viên F2L của chúng ta sẽ đặt cho cái cạnh trước của nó phẳng với cái tâm. Sau đó chúng ta xác định độ dài của cái viên cạnh này, và chúng ta sẽ đoán nó nằm ở vị trí nào. Viên này nó sẽ nằm ở vị trí này, cho nên mình sẽ dùng công thức để đưa nó vào thôi. Ừ, tương tự như vậy, viên này, nó phẳng này. Nên viên này thì nó dài, viên này nó sẽ nằm ở vị trí bên này. Như vậy là mình đã đoán sai, vị trí của nó phải nằm ở bên này mới đúng. Nên là mình vẽ xuống nó lại nha. Trong khi các bạn làm, các bạn vẫn thường hay bị đoán sai. Đó là chuyện bình thường, không có gì hết. Chúng ta vẫn có thể làm lại. Và đặc biệt là khi chúng ta BLD, chúng ta không nhìn thấy được thì nó cũng việc nó còn khó khăn hơn một tí nữa. Let's see. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả bước F2L. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm OLL. Đầu tiên chúng ta làm giúp